bạn, với những bài học trước, chúng ta đã học về cách nói liên quan đến danh từ, chỉ đồ vật và địa điểm. Và câu của chúng ta là một câu danh từ kết thúc bằng đuôi des, hoặc với trường hợp phủ định sẽ là じゃ ありません, với trường hợp câu hỏi là ですか. Trong bài học này, chúng ta sẽ bước đầu tiếp xúc với động từ. Chúng ta cùng học qua một số động từ cơ bản nhé. Okimasu, nemasu, hatarakimasu, yasumimasu, benkyou shimasu, owarimasu. Đuôi lịch sự của động từ là masu. Đây là động từ ở thể hiện tại hoặc tương lai và ở dạng khẳng định. Với dạng phủ định, chúng ta sẽ chia thành masen. Ví dụ, okimasen, hatarakimasen, benkyou shimasen, nemasen. Trường hợp hành động đấy là một hành động trong quá khứ thì chúng ta phải chuyển động từ về dạng quá khứ là masta. Ví dụ, nemasta, okimasta, hatarakimasta, benkyou shimasta. Nếu muốn nói về dạng phủ định ở trong quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng đuôi masen deshita. Ví dụ, nemasen deshita, hatarakimasen deshita, benkyou shimasen deshita, owarimasen deshita. Khi muốn nói hành động được xảy ra vào một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ sử dụng cách danh từ chỉ thời điểm cộng với trợ từ ni và động từ. Động từ sẽ thay đổi thì từ thuộc vào danh từ chỉ thời gian. Nếu danh từ chỉ thời gian thể hiện quá khứ thì động từ sẽ chia về thì quá khứ. Còn nếu danh từ chỉ thời gian thể hiện một hành động ở hiện tại thì động từ sẽ chia về thể hiện tại. Lưu ý, trợ từ ni chỉ đứng sau những danh từ mà chúng ta có thể xác định được. Ví dụ như những danh từ có con số như ngày, tháng, giờ. Còn đối với những danh từ ước lượng hoặc đại khái không có con số thì chúng ta sẽ không đi với trợ từ ni. Ví dụ những danh từ như kyo, kino, ashita, raigetsu, kongetsu, sengetsu, kotoshi, rainen, ototoshi. Đấy là những cái danh từ chỉ thời gian mà không xác định rõ ràng và chúng ta sẽ không đi với trợ từ ni. Chúng ta cùng kết hợp thành câu nhé. Ví dụ, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ. Và cái hành động đấy là một thói quen, vì vậy mình sẽ chia động từ ở thể hiện tại. Shichiji ni okimasu. Nhưng nếu mình muốn nói rằng hôm qua tôi thức dậy lúc 7 giờ là một hành động trong quá khứ, chúng ta sẽ nói rằng kino shichiji ni okimashita. Ngoài ra chúng ta còn một giới từ nữa đi với thời gian, đó là kara made, từ A cho đến B. Ví dụ, tôi làm việc từ 8 giờ cho đến 5 giờ, chúng ta sẽ nói là watashi wa 8 ji kara 5 ji made hatarakimasu. Hoặc ngân hàng làm việc từ 9 giờ cho đến 3 giờ chiều, chúng ta sẽ nói là ginko wa 9 ji kara 3 ji made desu. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chia thì của động từ theo thời gian. Các bạn hãy tự mình đặt ra những cái câu mà đơn giản nhất thể hiện hành động của mình liên quan đến hiện tại và tương lai để thành thục cách nói này nhé. Trong bài học tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nói chỉ sự di chuyển